bây giờ là làm việc nhanh quá, bây giờ là cưa nó dính mẹ rồi. Mày thấy hôm qua, đi làm được gặp được hai người anh em mới các bạn họ tên các vùng. Tuy là làm chung một chủ các bạn ạ. Đó. Sáng nay ra mạng này. Trên tìm. Trong mẹ xuống rồi. Tân 7 80 ký là lúc nãy là 7 tấn 60 ký cả cùi cả xe mà trừ đi 2 tấn mấy. Đó. Thì sếp đang rút tiền kìa các bạn ạ. Đó. Không có tiền đưa cho bạn Trung đâu các bạn ạ. Sương sương mà được 4 tấn 8 các bạn ạ. Úi á, 4 tấn 8 mấy ký á, không biết. Xe thì 2 tấn 7, 80 ký. Mà là lúc nãy là cả cuối cả xe là 7 tấn 6, 60 ký.
đường này nhiều xe, nhiều xe store không các bạn ạ. Ông nhìn mặt quen quen quá. Có nằm đi ạ. Đó, nhìn có ống quen quen. Đó, thấy ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, đúng không? Mình thì không xài thẻ ngân hàng, mình không biết các bạn. Nói chung là có xài, có xài thẻ ngân hàng, nhưng mà mình xài qua thẻ vợ mình. Mình không làm thẻ ngân hàng do là mình không có tiền, mình chỉ có tiền mặt thôi, chỉ có tiền thẻ là thua, đúng không? Mình xài giờ đang kiểm tra này. Đó, bây giờ được ký với con Nguyên. Mình thì làm đúng đầu năm luôn các bạn ạ. Ngày mùng 2 của tháng 1. Gần Tết rồi còn mấy ngày nữa. Đó, kiếm tiền để mua dây croa các bạn. Khó khăn lắm. Tiền mua thịt thì không thiếu đâu, nhưng mà tiền mua dây croa thì đủ hay nha. Đủ có rồi nha. Đủ, giỏi đó. Nhìn xe đều không ạ? Đó, xe cực kỳ ghê gớm đó các bạn. Đó thấy không? Quá đơn giản đúng không? Không cầu kỳ chút nào cả. Hết chưa? Đó, là tổng hết tổng cộng là bao nhiêu tiền chị? 3.9 3.9 hả? 3.9 thôi đi về thôi, có tiền nhậu rồi. Tao mà nhậu yêu rồi thôi. Wow. Các bạn à, thế nên các bạn đi theo anh em mình đi bán cái này được mấy đồng nhá. Đó. Lúc sớm thì bán củi củi muông các bạn được 3.9. Đó. Cái này là cái gì anh? Cái tách hả? Các bạn nào muốn bán cái tách thì liên hệ anh em mình nhá. Anh em mình chơi tới luôn. Cái này là người ta mua để làm gì mình cũng chả biết các bạn ạ. Mà cái này nó được giá nha các bạn. Đúng không? Cái này được giá đúng không? Cái này thì nó được giá hơn á. So với cái muồng thì cái này nó được nó được tiền hơn. Tuy rằng nhìn nó nhỏ vậy thôi. Rồi bây giờ là mình phụ bản Chrome của bạn nhé. Nhìn một mình ống tội hay là để mình ống ra à, cho mình ống thì mình mới quay ha. Rồi cố gắng nhá, tí có gì là bán lời thì bồi dưỡng ít thôi, mình nói chuyện y như là của mình luôn các bạn ạ. Mình thì nói chung là mình đi phụ các bạn, nói chung là tóm lại là mình đi chơi. Thật sự thì mình đi review cho các bạn ấy, mình không cần biết được có nhiều bao nhiêu các bạn ạ. Đam mê mà. Đó, mình chỉ làm những công việc mà mình đam mê thôi. Cái công việc mà mình không đam mê là mình không bao giờ làm. Ở đâu suýt nó bị té cắm đầu chết luôn á. Cẩn thận thôi. Ráng đi tí nữa, ông anh bồi dưỡng anh em mình mấy lon bia hả? Trời nóng như vậy là có bia chứ hả? Bán được ngon rồi nè. Ông nói là cái này là được 2.5 triệu là ok rồi đó. Nhưng mà mình tí mình bán hơn là coi như là của mình ha, đúng không? Mình bán hơn mà, đó là quyền của mình. Thôi mình qua kia thôi. Yo các bạn, bây giờ là anh em mình đi về. Yo.
Go. Cây đẹp không các bạn ạ? À, đẹp. Hiện tại bia là có cái ly thôi mà chưa thấy bia các bạn ạ, mà mồi mình thớp máy phát rồi các bạn ạ. Đó, hôm nay chúc mừng hai ông chủ này. Đó, biết sao mình nói câu chúc mừng các bạn, tại vì ông mua mồi để anh em mình ăn. Uống nước ngọt với nha các bạn nhé, chứ là bia bọt là tại vì bữa nay là anh em không dùng nữa, tại vì mệt rồi. Nói chung là ngày nào cũng uống ạ, tại vì ngày nào cũng đi đám cưới hết đồ các kiểu đâu anh bạn nhờ, đúng không? Chẳng có gặp răng ăn đây là đó, con nhau uống nước ngọt thôi, uống nước ngọt thôi. Ngày hôm nay lâu lắm rồi chưa qua nhà anh mình, mà bên sau có gà này, có heo, mà có bò, có dê nhiều lắm bạn ạ. Các bạn nào muốn mua dê ông của ông anh mình thì đó, cứ bình luận ở dưới video là có dê. Dê toàn dê đẹp không ạ? Đây cũng là thịt dê này. Thôi B hả? B B là con bò non hả? Non thì